quay trở lại với channel của mình, thì mình là NZ đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục bình luận game nha anh em. Ok, thì hôm nay mình sẽ đấu trận đấu quân sự nha. Ok, thì đi nãy giờ không thấy ai luôn. Đây, ông ngâm X2 này. Ok. Đấy, không thấy một người luôn anh em ạ. Ây da, ngoài kia, ở ngoài có người nha. Đấy, treo à. Đấy, này thì treo này. Đấy, rất là ngáo luôn. Không biết thanh niên kia bị sao treo máy thế kia. Đi đâu đến mà treo máy thế kia, chắc chắn là anh cám luôn. Đấy, thì nhặt đồ các kiểu rồi nha. Chắc là bị rớt mạng á. À, kìa có người bắn mình phía sau luôn. Vậy bên trái kia. Rất là... Đấy thì mình sẽ vào... À kìa kìa, thấy rồi nha. Đấy thì bơm siêu máu gái đã. Ok, nó ra kìa. Này thì bắn nhau này. Đấy. Cứ bày đặt yếu mà ra gió anh em à. Rồi thì mình sẽ đi tìm... Một vài... cái đồ nhặt nhá, à máu này. Đàn tiểu liên, ok luôn. Đấy, nãy giờ thấy hai người à. Chứ có nhiều người đâu. Đấy, thì ra ở cổng trời cũng ít người nhảy nè. Giáp một này, đúng thật là nãy giờ chưa có giáp luôn. Máu này. Đấy thì còn lại 6 người thôi. Cả mình nữa là 27 người nha. Đấy vừa mới chưa bo đầu. Bo đầu chưa thu lại mà đã nhau như thế rồi thì còn gì nữa hả anh em. Đấy, không biết bo cuối sẽ còn bao nhiêu người. À, giáp level 2. Đấy thì... có cái UAV kia thì mình sẽ chạy theo. À có người kia trên cổng trời luôn. Vậy luôn, nó bắn luôn cả cái UAV của mình. Đấy, thường thường mình hay đi đấu lên là mình hay thường chạy theo cái UAV lắm. Vì thường thường thì nó sẽ phát hiện được cái đích nhá. Đấy, mình sẽ ném bom xem sao. Đấy, không nghe bước chân lên em à. Chắc là chạy đi đâu rồi. Đấy không thấy luôn nha. Vậy cả thanh niên chạy rất là nhanh luôn. Thì mình tìm nãy giờ mà không thấy luôn. Đấy thì không biết chạy đi đâu rồi. Đấy đi đâu thì ra anh em hú hí nói chuyện với nhau các kiểu. Chứ làm gì mà phải căng về bạn. Đấy đúng thật là không thấy người luôn. Chắc là cũng chạy đi dưới thung lũng rồi. Chứ ở đây thì không thấy nha anh em. Đấy không thấy luôn. Thanh niên ấy chạy rất là nhanh luôn đấy. Thế thì mình sẽ chạy xuống thung lũng nha. Ok thì đi tem đầu lên mà đi tem mộ thì rất là buồn anh em ạ. Đấy thì không có ai thì chúng ta phải chấp nhận đi tem một thôi. Nếu chỉ đi tem 4 mà ghép ngẫu nhiên thì chẳng khác gì là ra ăn cám cho rồi. Đấy thì ở đây à, còn 17 người thôi nha. Bên kia có thín chắc là có người luôn anh em ạ.
Thì ba lô mình cũng đã đầy rồi. Đấy thì cho đến là có nhặt lắm mình cũng không biết. Đấy thì mình sẽ vứt đàn xuống trường đi, mình nhặt tiểu liên nha. Vì thường thường là đàn tiểu liên thì nó sẽ không dễ hơn, cũng như là tính công bắn gần thì hiệu quả hơn, cho nên là mình thường thường dùng súng tiểu liên thay vì là súng trường thì mình hay bắn xa thôi. Đấy, tiểu liên tuy nó yếu nhưng nó xấy đạn rất là nhanh luôn. Đấy, giống MP40 này mà 32 viên băng đạn level 3 thì đúng thật là nửa băng thôi, dí vào đầu thì chỉ có ăn cám luôn. Ok, thì ở thung lũng không có ai ra chào đón tôi à? Không thấy một người luôn anh em ạ. Đấy, chạy nãy giờ rất là mỏi tay luôn. Đấy, thường thường là chạy là mỏi chân nhưng bây giờ mình làm mỏi tay. Đấy vì mình điều khiển chứ không phải chạy nha đây. Đấy, không thấy một người luôn. À, phía sau kìa. Đấy, có dăm thế này sao mà không thấy luôn. Đấy, mình vừa thấy. Chắc là ở trên đồi thì phải. À, kia kia kia, thấy rồi nha. Đấy, chạy nhanh luôn. Xem nào, đi đâu. Vãi cả thanh niên tự sát này. Đến những thanh niên mà không biết bắn súng phóng lựu mà nhặt súng phóng lựu thì chẳng khác gì tự tử anh em ạ. Vậy luôn sao không có đạn vậy? Vãi, chỉ có một viên thôi. Đấy rất chi là nguy hiểm luôn. Bắn hết chết đi thì trừ lại cho mình 2-3 viên chứ. Làm gì căng mà bắn hết luôn. Đấy thì mình sẽ vứt đạn xuống trường đi. Thì mình nghĩ là mình không dùng súng trường nữa đâu. Một viên phóng lựu là cũng ok rồi. Đấy, đâu rồi? Thì mình sẽ nhặt phóng lựu nhé. Một viên đạn phóng lựu này. Đấy, máu. Mình nhặt máu và bom keo nhé. Ok, phóng lựu. Rồi, ok. Rồi, được rồi nha. Đấy, phóng lựu thì bắn rất là ok luôn. À, vừa nãy do thanh niên kia không biết bắn ấy. Chứ cứ bắn tầm gần thì nó sẽ không trúng được kẻ đi đâu nhé anh em. Để phóng lựu phải câu ra xa thì cái độ gọi là chính xác của nó sẽ tăng lên nha. Thế thì anh em nào chưa biết thì cách bắn súng phóng lựu thì bắn từ từ quen thì sẽ biết thôi. Giống như mình ngày xưa thì cũng đâu có biết. Đấy thì cứ bắn tầm tầm kẻ đi thì thường thường là sẽ không câu thấu nha anh em. À, có xe kìa. Đấy, nhảy xuống nha. Hai thanh niên bắn nhau kìa. À, có một chiếc xích lô nữa. Trông rất là ngầu. Thanh niên này để làm gì đây? À, mình sẽ chạy lên xem sao nha. Đấy, lỡ nào có cơ may ăn hôi cả hai thanh niên. Đấy, thế là hay. Đấy, đây là thừa nước đục thả câu nha anh em. Rồi đâu rồi? Đấy thì không thấy luôn. À kìa kìa kìa. Đấy. Đấy phóng lựu bắn rất là ok đấy. Do thanh niên vừa nãy không biết bắn thôi. Chứ bắn rất là hay luôn. À, thôi mình sẽ nhặt lại súng trường thôi. Vì phóng lựu thì hết đạn luôn nha em. Đấy. Đấy. Phóng lựu kìa. À, vừa nãy phóng lựu mình nhặt bắn hết rồi nha, mình nhầm. À, tất nhiên cái lấy xe chạy đây trông rất là hoang tưởng luôn. Kìa kìa kìa, à định quay lại đây à? Đấy kia kia, quay lại đây này, thì quay lại đây này, quay lại này. Ok thì xuống xe rồi nha, tất nhiên kia xuống xe rồi. Đấy thì mình sẽ thử xem là thanh niên này chạy đi đâu. Đấy quả này mà có súng phóng lựu là ok luôn này. À kìa đúng nha.
Đấy, quả này mà có súng phóng lựu là ok luôn. Bắn kia. Chơi nhau hả? Làm gì mà phải căng vậy bạn? Giáp tay phải 4, rất là ok luôn. Đấy, đàn tiểu liên này. Máu, ok. Shotgun thì bắn tầm gần, cho nên mình không có thích lắm bên đây mà. Đấy thì bo cuối dùng MP40 thì cũng hay hơn nha. Có người kia rất thốn luôn. Đấy anh em thấy chưa? Quả ấy là mình không thể mà né được nhá. Vì shotgun nó bắn đạn chung, cho nên là rất là khó né luôn. Mà ở cự ly gần nữa thì chắc chắn là không thể né được luôn anh em ạ. Đấy thì bo sát lại rồi thì mình sẽ chạy vào bo nha anh em. Xem nào, thì với cái bo như thế này thì mình sẽ nghĩ mình sẽ núp ở đập thủy điện nha anh em. Đấy thì mình sẽ núp ở trên đập thủy điện nha. Đấy đúng thiệt là rất là thối luôn. Ở đập thủy điện thì mong là đừng có thanh niên nào nhòm ngó hết, chứ là nhòm ngó là chắc là mình cũng đi luôn. Còn lại 3 người thôi. Đấy, cố lên một xíu nữa là cứng được rồi. Nhưng thì mình sẽ nhảy xuống đây nha. Đấy, mình sẽ nằm xuống này. Đấy thì chắc là cũng không có ai biết đâu, vì ở đây rất là ít người quan tâm đến luôn. Với nữa thì rất là nhỏ bé, cho nên là ít người nghĩ tới là núp ở chỗ này nè. Kìa, mình nghĩ chắc là còn 3 người còn lại thì núp ở bên phía này thôi. Chứ bên này thì bo nó thu gần hết rồi, không có ai chạy luôn. Đấy anh em thấy chưa, không thấy ai luôn. Đấy thì chắc là chạy vào bo rồi. Đấy bên này này, mình nghĩ là ở bên này. Đây còn là 2 người thôi nha anh em. Đấy thì còn mình nữa là 3. Thì mình sẽ ở trên này luôn, vì bo vẫn đang ở trong phạm vi cho phép bên này mà. Kìa, bo thu lại sát mình thì mình sẽ phải chạy vào nha. Đấy thì mình xíu nữa mình chờ bo nó bo lại một xíu rồi mình chạy vào nha. Đấy, lúc ở đây là mắt không ai nhìn thấy luôn. Đấy thì sao không bắn nhau vậy? Bắn nhau đây. Rồi ok, thì mình nghĩ mình phải chạy vào bo thôi. Mình phải chạy vào bo thôi anh em ạ. Đấy thì mình sẽ nằm đây mình bò vào nha. Đấy tạm thời thì mình sẽ núp ở đây đi. Thì bo chưa lại mà. Bo chưa bo lại thì mình sẽ núp ở đây nha. Đấy, vẫn chưa thấy ai cả. Bo bây giờ thì cũng rất là nhỏ rồi. Đấy, hai ông bắn nhau đây. À kìa, bắn nhau kìa. Đấy, bắn nhau đây. À, trên đùi kìa, trên đùi. Đấy, thấy tiếng súng mà không thấy người ở đâu luôn. À, giết rồi nha, còn 2 người thôi. Ông trên đùi còn sống nha. Không biết ở đâu ta. À kìa, trên cục đá kìa, vãi luôn, bom keo. Đấy, vừa nãy suýt nữa thì đi rồi. Thế thì mình sẽ bơm máu đó nha. Thì cự ly giữa ông này và tôi thì khá là xa luôn. Đấy, định làm gì? Mình nghĩ là định chạy xuống dưới cái bo nha. Ông này định chạy xuống cái bo. Mình sẽ chạy ra luôn. Kìa, đâu rồi? Đấy thì mình nghĩ là chạy xuống rồi. Đấy, ván này là nguy cơ top 1 rất là cao bên này mà. Rồi, thấy rồi nha. Dưới kia thì ván này mình top 1 chắc rồi. Đấy, thì cảm ơn anh em đã xem video của mình. Thì nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình cũng như like và chia sẻ video để mình ra thêm những video hay hơn nha anh em. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn.
video của mình đến đây là kết thúc nha.